Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Nay mình cũng lục lọi được mớ máy lên clip cho anh em mình xem ha. Anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin. Số điện thoại mình 0916707404 đây anh em. Cũng là số Zalo ha. Hôm nay là mình bán giá tốt cho anh em ha. Rồi mình chắc cũng ngưng thời gian anh em. Ngưng chừng nào có hàng lại mình bán lại nha. Chứ giờ hàng là hết hàng rồi anh em ơi. Nay là mình bán giá tốt ha. Anh em nói chung là kênh mình bán thì có hai hình thức thôi, anh em chuyển khoản đủ mình bao ship, còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em trả tiền máy với tiền ship anh em. Tất cả máy đây là hàng nội địa Nhật điện 100V nha. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình trước khi mua máy nha anh em. Để anh em ghim nhầm vô rồi nó cháy nha. Đấy. Bữa nay là mình bán giá là ok nha anh em. Rồi là mình ngưng nha. Hết đồ bán rồi. Đấy, nay còn số lưỡi cưa lưỡi 160 có, 165 có nha anh em. 160 có, 165 có nè. Đấy. 160, 165 mình bao anh em là lưỡi là ok nha, thép này nọ là ok hết nha anh em. Mình bao anh em, nói chung nó cũng lộn xộn vậy nè. Anh em mua thì cứ nói là lưỡi rồi là mình lựa gửi cho anh em lưỡi ngon lành ha. Mình không có đánh mã số nha anh em, bởi vì nó là 165, 160 đấy là ok hết nha anh em, thép là ngon lành hết. Toàn bộ luôn á anh em. Đấy, thép là ok hết nha anh em. Đấy, mình còn có số lưỡi này thôi. Lưỡi 190 không có nghe nè, không có hàng đấy. Mình còn chắc cũng 5-6 lưỡi gì đây nè, 2-4-6-8 lưỡi đấy, chắc mình còn có chục lưỡi đó nha. Chục lưỡi anh em nào mua thì vô nha. Rồi mình ngưng thời gian rồi nha anh em, hết đồ rồi. Lưỡi này mình bán 80.000 một lưỡi nghe nè. Đấy, anh em muốn mua số anh em mua mấy lưỡi thì mấy nha anh em. Cái này là mình không có bao ship nghe nè. Mình nói thật với anh em là bao ship là mình lỗ nha, nó thật với anh em vậy đó. Anh em mua 3 lưỡi mình bao ship. Đấy. Mua 3 lưỡi thì mình bao ship nha. Còn mua 1 lưỡi, 2 lưỡi thì là 80.000 một lưỡi. Đấy. Rồi. 80.000 một lưỡi nha anh em. Đấy. Mình bao anh em là anh em mua chỉ nói mình là mấy lưỡi là mình sẽ lựa cho ngon lành nha. Rồi. Tiếp theo mình vô cái điện nè. Đầu tiên là một con vít nha anh em. Đây mình bán giá là ok nha. Vít. Vít này để cho anh em sửa điện tử đồ là lặt vặt nhẹ nhẹ ha. Điện là 100V nha anh em. Đấy. Đảo chiều nó đây nè anh em. Nó chiều ra chiều vô đây, vô nè, đấy. Đấy, quá ok ha. Chung là ngọt ngọt ngào ha. Lưỡi cưa là không có số nha anh em. Anh em chỉ nói là lưỡi cưa thôi. Còn máy rồi bắt đầu mình đánh số nha. Số 1 200 nha anh em. Cái số 1 200k. Đấy. Anh em mà không mua cái clip này là uổng lắm nha anh em. Nay mình bán là giá hữu nghị cho anh em nha. Cái số 2 là một cây mài đây anh em. Một cây mài Makita ha. Cây này là điện 100V, nó 570W nha anh em. Lưỡi cũng là lưỡi 100 ha, lưỡi 100. Đấy. Ngoài hình nó hơi răng răng, cái này không ảnh hưởng gì hết trơn nha anh em. Cây số 2 280.000 nha anh em. 280.000 cho cây số 2. Cây số 3 là cũng một cây mài Hitachi đây anh em. Cây mài Hitachi, cây này điện 100V, nó 720W nha anh em, cũng là lưỡi 100 ha. Có tùy chỗ này, anh em nào mua mình thay cho nha, mình thay con dây khác nha, thay con dây khác, dây về anh em nhận hàng dây liền lạc đàng hoàng nha. Đấy.
cây số 3. 280 ngàn luôn nha anh em. Cây số 3 280 luôn. Cây số 4 đây nha. Cây số 4 là một cây mài Ruby ha. Cây này là nội đồng cối đá ha, điện 100V. Nó 600W nha anh em, 600W ha, cũng là lưỡi 100 ha. Mấy cây này phải nói là cực kỳ chắc nha anh em. Đập nó không bể nha, đừng nói mà rớt lên rớt xuống nhậm gì. Cực kỳ chắc. Trời, phải nói lưỡi ru nha anh em. Mượt mà ha. Cây số 4. Cây số 4 300 nha anh em. Cây số 4 300k. Cây số 5 là một cái mài. Cây số 5 cũng là cây mài. Cây mài này là Kosuku nha anh em. Cây mài này Kosuku điện 100V. Nó 620W, cũng là lưỡi 100. Rất là hầm hố nè, đầu nó như đầu rồng luôn. Cây số 5. Cây số 5 300 nha em. Cây số 5 300. Đây. Cây tiếp theo là cây này. Đây nè. Cây này là cưa kiếm nè anh em. Cưa kiếm Ruby này, cây này 320W nè anh em. Điện 100V ha. Cây này nó hư nhông hư nhiếc gì đó anh em. Để anh em thay nhông nha, là mình bán giá là cho anh em thay nhông nha. Đây, máy chạy ok mà nó không thục nè anh em. Nó không thục. Đấy. Máy chạy rất chạy êm luôn. Đều tóc bằng cò nữa nè anh em. Đấy. Im ru mà nó không thục đó nha, nó hư cái nhông của nó mình tháo ra mình coi nó nhông nó y chang như cái nhông máy mài á, nhông máy mài cầm tay mình đó. Vậy anh em coi nhông nào giống nhau là anh em gắn vô là ok anh em. Hitachi luôn nè anh em, cái này mình bán giá đấy nha. Cây số 6. Cái này mình bán giá 80 ngàn. Đấy. Anh về cho anh em lấy phụ kiện nha. Nói chung anh em lấy phụ kiện cũng không có lỗ nữa nè, nó thẳng luôn. Anh em lấy 3-4 cái bạc đạn ở trong rồi ngon lành. Đấy. Cây số 6 80 ngàn nha anh em. Máy chạy ok, chỉ có hư một cái nhông. Rồi. Nên mình bán giá tốt cho anh em hết. Cây số 7 là một cây cắt tôn đây nè. Cây cắt tôn ha, cây này Hitachi ha, điện 100V. Nó 190W nha anh em. Đấy. Đây, cắt là ok nè anh em. Đấy. Có ok ha. Đấy. Cây số 7 mình bán 350k nha anh em. Đấy, phải nói hôm nay mà anh em không mua nữa thì chờ lâu lắm anh em.
nói chung là mình hết hàng rồi, mà hàng bãi thì hiện giờ không có nha, chị nào có mình bán lại hết nha. Đấy, 330 cho cây số 7 ha. Cây số 8 là một cây cưa kiếm đây nè, cưa kiếm ha, điện 100V, nó 280W nha anh em. Đấy, cưa ngón tay đẹp ha nha anh em, ngon lành ha. Điều tốc bằng cò nha anh em, bóp nhẹ chạy nhẹ, bóp mạnh chạy mạnh ha. Máy này nó chạy mà cái tăng động gì đó anh em kiểm tra dùm ha, mình bán giá ok luôn, bán giá cho anh em về kiểm tra nha. Đấy, mình bán giá này, mình bán giá sát nha anh em. Đấy, mình bán giá sát luôn, cây số 8, cây số 8 này mình bán 120.000 thôi nè. Đấy, về anh em tháo ra coi lại ha. Chiếc máy thì chạy ok đó, máy chạy đó nhưng mà nó còn đạn cái gì đó nè nè. Đấy, 120.000 ha. Đấy, bắn sát nha nè. Cây số 9 là một cái nhám nè nè, nhám Makita ha. Đấy, Makita, cây này điện 100V, nó 180W ha. Đế là còn ngon lành ha nè. Đây, đồ gà nhám thì ok ha, trước sau gì ok. Đấy, e nó mạnh. Đấy, mạnh long thần luôn em. Cây số 9 350 nha anh em. Cây số 9 350. Cây số 10 là một cây nhắm từ lên nha, nhắm này nhắm từ Ruby ha. Cây này là điện 100V, nó 160W nha anh em. Đấy, nhắm chạy bằng từ ha. Đấy, là im ru ha anh em. Ok ha. Đấy, giấy bao giấy này quên mua làm lát chết luôn. Cây số 10 mình bán 350 luôn anh em. Còn cây số 10 350 luôn anh em, giá cực tốt hôm nay. Hôm nay ưu ái cho anh em. Cây 11 là một cây massage đây anh em, một cây massage ha. Đấy, đây cây massage này anh em, cái này nhấn vô nó này anh em thay đổi hiện trạng nó gì nè, cái này bật lên bật xuống gì nè anh em. Đấy, anh em muốn bật gì bật đó. Đấy nè, đấy đây nó hai ba nấc nè anh em. Massage cái này là anh em vòng sau lưng là ok anh em, vòng sau lưng này nó là ngọt sớt ha. Đấy, đây nè, đấy nó e nè, tê ha, con lành luôn nè. Đấy, còn anh em muốn bằng muốn ấy gì thì lạnh cái này vô chút xíu nữa. Đây là nó chạy có hồi nè anh em, đấy hồi mạnh hồi nhẹ nè ha. Đấy, đã nó nhẹ là đã, cái không đã, đã không đã ha. Trời, còn anh em muốn một mức thì anh em giật lại miếng đấy là chạy một mức một anh em, quá ok ha. Đấy, cực kỳ nha anh em.
anh em sẽ sử dụng một mình được ha, sau lưng này nọ ha, sử dụng toàn thân được luôn. Cây 11, cây 11 500 nha anh em, cây 11 500k. Đây tiếp theo một cây 12 là cũng nói nè anh em, chức năng của nó thôi, lung tung chai, lung tung beng đấy anh em. Cái này nó có số nè, đấy này có số đấy. Đây là ngon lành anh em, ngon lành ha, toàn bộ là điện 100V không nha anh em. Đấy đấy đây nè, nhái bịch 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 ha, cái này cái gì nữa nè. Đấy đấy, nó nhảy cọc 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 nghe anh em. Nè anh em muốn lên số nào, lên nè, lên nè, lên đó, lên bắt đầu chạy nè anh em. Đó anh em muốn lên nữa nè, lên số nè, số đấy. Này là cái số của nó đó nè. Đấy nó trở lại ha, đây liên tiếp nè anh em. Đấy anh em toàn thanh là ok ha. Đấy đó là ok lên nè. Này thôi thôi rồi lượm ơi luôn nè. Đấy này có số ha, đấy số nè anh em, đến nó lên số nè, đó số ha. Cây 12 550 nha anh em, cây 12 550 ha. Này là quánh toàn thân được ha, một người một, khỏi nhờ con cháu ha. Tiếp theo cây cắt ti nha anh em, anh em cắt sắt 10 là ok ha. Nói chung cây này là mình có cắt rồi, điện 100V 285W nha anh em. Đấy nay mình bán giá là ok luôn. Giá rồi mình nghỉ tăng nha anh em, nghỉ ăn mùng 5 luôn, qua mùng 5 giá cho có hàng lại rồi mình tương tác với anh em ha. Cây 13 350 nha anh em, nên mình bán giá mỗi cái máy sụt xuống là 50-100 ngàn hết nha anh em. Đấy 350 cây 13. Đây tiếp theo là một cây bạo nha, cây bạo này phải là quá dữ nha anh em, ít thấy cây bạo nó có cái động như thế này anh em, động bụi nó ra nè. Makita nha, cái này là điện 100V, nó 480W, lưỡi nó cũng là lưỡi 82 nha anh em, lưỡi 82 ha. Nói chung là lưỡi nó lưỡi bọng là ok hết nha anh em. Đấy gửi bọng đồ ok hết, có cái họng ra cái độc quá ha, độc lạ ha, độc lạ Bình Dương. Đây là độc lạ Long An đi. Quá độc hay nào, nhìn thấy nó cũng hơi đã ha. Bọc lạ nó mới có cái hay trong đó chứ. Cây 14, cây 14 500 nha anh em, cây 14 500k. Cây 15 là một cái cưa đây anh em, cây này điện 100V, 1050W, lưỡi của nó là 165 nha anh em, lưỡi 165 nha. Đấy mình gắn lưỡi ngược rồi, vậy anh em chỉ sửa lại ha, có đèn đuốc là ok nè anh em, đèn đuốc có ha, đèn ha. Đấy.
nó vậy, mình bán giá hình thức vậy luôn nha anh em. Đấy. Cây số 15. Cây số 15. 450 nha anh em. Số 15, 450 ha. Cái số 16 là một cái cưa đây nè. Cái này điện 100V, 1140W, lưỡi của nó là 190 nha anh em. Lưỡi nó 190. Đấy, đèn đuốc cũng có luôn nè anh em. Đấy. Có đèn ha. Ngon lành luôn ha. Đấy, mình sơ bộ thôi. Cái số 16. Số 16 480.000 nha anh em. Số 16 480. Đây, tiếp theo là một cái cưa Makita. Cái này điện 100V, 1050W, lưỡi của nó là 216 nha anh em. Lưỡi của nó là 216. Đây, lưỡi nó là cái lưỡi mé bên phải luôn nè anh em. Đây nè, lưỡi này là lưỡi nằm mé bên trái ha anh em. Vậy anh em vô dầu vô mỡ nó hơi rít đây nè. Hơi rít ha, hơi rít mình bán theo giá rít nha. Cây 17 500 nha anh em. Cây 17 500k, lưỡi 216 nha anh em. Tiếp theo là một cái cưa đây anh em, một cái cưa Makita ha. Cái này điện 100V, 1330W nha anh em, lưỡi của nó là 185 ha. Đây là lưỡi cắt hợp kim nha anh em, lưỡi cắt sắt hợp kim ha. Đấy, cái này về nó quẩn quẩn nè anh em, về để sơ lại xuống một cái ha. Đấy. Chui rồi mà sao chị ta. Rồi cái này anh em đó, cái này bình thường chạy nè anh em, bao anh em cái này chạy luôn nha, bình thường chạy đó. Mình bao anh em cái này chạy, lát nữa mình chùi than lại anh em, mình chùi than lại ha. Đây hình bóng em đó nè, mình chùi than có lưỡi hợp kim nữa ha. Nay mình bán giá tán lạng luôn. Cây 17, cây 18. Cây này 550 anh em. Cây 18 500k, 550 nha anh em, 550 mình lắp mình chùi than lại bao anh em ngon lành. Tiếp theo là một cây cưa xích anh em. Cái này điện 100V, nó 850W nha anh em. Lam này lam 30, lam 35 nha. Đấy, lam 35 nè anh em. Xích nó hơi dùng ha. Đây nè. Đấy, lam 355 nè anh em. Lam 355. Quá ok anh em.
cây 19. Cái này 400 nha anh em. Đấy. Anh em cưa xích, cưa giải cây gỡ vốn anh em. 19 400. Đây, cho một cái mài nè anh em. Bán giá ok luôn. Đấy. Mài này điện 100V, cái công suất của nó mình không biết nha anh em. Không có để những này của Mỹ hay của gì nè, mình nói chung là công suất của nó mình không biết. Đá nó 140 anh em ơi. Đấy. Coi trùm hết nè, trùm hết là trên tấc 6 nè anh em. Trùm hết tấc 6, chắc đá nó tấc rưỡi đó nè. Tấc rưỡi được. Tính tấc tư đi, đấy. Công tắc đó anh em bật lên phải nhận xuống cái nghe anh em. Kéo về mình cái là bật lên cái. Đấy. Nên bán giá là ok luôn nè, bán giá cho. Cây 20. $500 anh em. Rồi. Đánh giá. Giá này là phải nói là quá hợp lý luôn. Không còn gì nữa anh em. Hai đá đó. 500k. Rồi. Còn cái cưa này nay mình bán giá. Bán giá bộ cho anh em xài luôn. Rồi mình nghỉ anh em, nghỉ thời gian. Chừng nào có hàng loại mình tính ha. Điện 100V. Nó là lưỡi là 335 nghe anh em. 12A. Điện 100V. 12A nó gần là 1200W đó nghe anh em. Lưỡi nó 335. Đây, lưỡi của nó là lưỡi thép nghe anh em. Đây là lưỡi thép nha. Lưỡi thép. Đế này nó là ngon lành nghe anh em. Đấy. Ok luôn anh em. Ngoại hình em đó ok nha. Có cái cây này nó hơi mớp chỗ này miếng ha. Rắn không chứ. Không có gì nha. Đấy nè. Đấy. Lành ha. Rồi. Cây 21. 21 700 nha anh em. 700k. Cây 21 700 nha anh em. Đây, mình bán luôn cho này cho giá bèo này. Cây này là điện nó 220V nha anh em. 220V nó 800W nha. Đấy, nhám nó là nhám 75 ha. Đấy. Có điều tốc đây nha. Cái này giờ mình ghim điện 100 đỡ nha anh em. Để lấy điện 220 mình ghim luôn. Đây là điện 220 nha anh em. Nội địa Úc nha. Đấy, nhóm đồ ngon lành ha. Đây. Một chạy dữ dãi lên nè cái này nó có số anh em muốn số cỡ nào đó tùy anh em ha. Đấy, ngoài hình nó ok nha anh em, từ 220 đến 240V nha. Đấy, cây 22
Rồi, cái này mình bán 650 luôn anh em. Rồi cho bên đây giá, phải nên là giá ưu đãi anh em ha. Anh em nào xem clip này thì hãy cố gắng ha, điện hoặc là nhắn tin đấy, 650 nghe anh em đấy. Rồi clip mình nay có nhiều máy đó anh em, anh em thấy phù hợp cái mã số nào thì gọi điện cho mình hoặc là nhắn tin, số điện thoại mình 0916707404 đây anh em, cũng là số Zalo ha. Rồi mình chắc ngưng chắc từng lễ anh em, ngưng qua qua mùng năm đi, coi mùng 5 tháng 5 ăn Tết nửa năm đi, rồi chừng nào có hàng rồi mình làm lại ha. Rồi phải chào anh em ha, hẹn anh em lại clip sau.